Thưa quý vị, thời điểm này, học sinh của thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu bước vào kỳ thi cuối học kỳ 1. Đối với bậc tiểu học thì các em chưa được học trực tiếp ngay từ đầu năm học. Việc tổ chức được một kỳ thi sao cho khoa học, an toàn mà vẫn đảm bảo công bằng, khách quan vẫn là vấn đề được ngành giáo dục và phụ huynh rất quan tâm lúc này. Sau gần một học kỳ triển khai dạy học trực tuyến, tuy còn một số khó khăn nhưng cả giáo viên và học sinh tiểu học đã chủ động hơn trong việc truyền thụ và lĩnh hội kiến thức. Giai đoạn này, giáo viên đang tập trung hệ thống lại kiến thức đã học từ đầu năm học, phổ biến các quy chế thi cuối học kỳ đến phụ huynh và học sinh. Khó khăn rất là nhiều, nhưng mà cũng rút được kinh nghiệm từ năm vừa rồi. Nên là cái việc mà tiếp xúc với cô qua màn hình rất là tự nhiên và các con tham gia học rất là tích cực, giống như là học ở trường. Đến thời điểm hiện tại, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã có lịch và phương án kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1. Theo ghi nhận, hình thức kiểm tra linh hoạt tùy vào thực tế của mỗi trường, trong đó có hai phương án, chủ yếu là giao bài kiểm tra về nhà cho học sinh tự làm và kiểm tra trực tuyến có giám sát. Mình cũng có hai phương án, một là phương án thi trực tuyến, còn cái phương án thứ hai nữa là phát bài cho học sinh tới trường nhận về. Giữa kỳ vừa qua thì nhà trường cũng đã tổ chức cho học sinh có 4 khối nam bằng các hình thức thi trực tuyến và cũng đạt được hiệu quả như mong muốn. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, việc đánh giá học sinh là cả quá trình kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ, trong đó đánh giá thường xuyên là quan trọng. Vì vậy, bài kiểm tra định kỳ chỉ là một điều kiện, không quyết định hoàn toàn việc đánh giá cuối năm đối với học sinh. Thời gian kiểm tra hoàn thành trước ngày 15 tháng 1 năm 2022. Nếu như qua quá trình làm bài mà thấy cái kết quả làm bài của học sinh có cái sự khác biệt, điểm quá thấp hoặc quá cao so với cái đánh giá thường xuyên của thầy cô, thì giáo viên có thể đề xuất tổ chức kiểm tra lại bằng hình thức phù hợp để giáo viên có thể đánh giá khách quan nhất, trực tiếp hoặc trực tuyến đối với cái bài kiểm tra đó. Và ngoài ra, đối với những cái nội dung kiểm tra, ví dụ như đọc đối với học sinh lớp 1, lớp 2 khi các con mới bắt đầu học chữ, hoặc các nội dung tin học, ngoại ngữ hay là tiết thể dục, âm nhạc, thì giáo viên có thể tổ chức bằng kiểm tra trực tuyến để khảo sát hiệu quả hơn đối với học sinh. Trải qua thời gian dài học trực tuyến, việc đánh giá đúng thực lực của mỗi học sinh gặp khó khăn nhất định. Việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 cũng là cơ sở để các nhà trường xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại vào thời gian tới. Để đảm bảo chất lượng cũng như đánh giá đúng thực lực của học sinh, các trường kêu gọi sự phối hợp của phụ huynh để con em mình tự làm bài theo đúng khả năng, không can thiệp vào bài kiểm tra.